Bạn AT Cream có để lại cho The Tech một câu hỏi, đó là iPhone 13 mà ra mắt thì iPhone 11 có giảm giá hay không? Và nếu như giảm thì theo anh sẽ giảm còn khoảng bao nhiêu ạ? Em đã dành được khoảng tầm 12 triệu rồi, đang muốn mua iPhone 11. Bạn để lại câu hỏi cho The Tech thì The Tech sẽ trả lời cho bạn. Chào mừng các bạn đã đến với The Tech và mình là Ngọc Trần. Như thường lệ, nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì hãy để lại một subscribe ủng hộ mình trong những video sắp tới. Mình sẽ có rất nhiều những video đánh giá chi tiết hữu ích và cũng như những video trả lời câu hỏi của chính các bạn thắc mắc về những chiếc smartphone. Để trả lời câu hỏi lần này của bạn AT Cream, đó là những chiếc iPhone 11 liệu rằng có giảm giá xuống khi những chiếc iPhone 13 ra mắt hay là không, thì điều này nó là điều hiển nhiên rồi. Nếu như iPhone 11 không giảm giá xuống thì làm sao cạnh tranh lại được với những chiếc iPhone 12, đúng không? Tại vì iPhone 13 ra mắt, iPhone 12 sẽ giảm giá xuống, mà 12 giảm giá xuống, 11 không giảm nữa thì bán kiểu gì? Và cái mức tiền giảm giá xuống của những chiếc máy này có nhiều hay là không? Một vài năm trở lại đây mình có theo dõi mức giảm giá của những chiếc iPhone cũ khi mà iPhone mới ra mắt ấy, thì nó sẽ chỉ rơi vào khoảng tầm từ 1 triệu chưa tới 1 triệu rưỡi mà thôi. Nó sẽ không giảm nhiều đâu, mà nó sẽ giảm sau một khoảng thời gian mà những chiếc máy kia ra mắt. Ví dụ như ở thời điểm iPhone 12 ra mắt thì những chiếc iPhone 11 và 11 Pro Max nó chỉ xuống khoảng tầm 1 triệu rưỡi mà thôi. Nhưng từ cái khoảng thời gian đấy cho tới khoảng thời gian hiện tại thì nó sẽ nhích theo từng thời gian một. Tức là nó sẽ xuống dần, chứ không phải là xuống một phát xuống sâu đâu. Thế nên các bạn có thể thấy chắc chắn là mức giá của những chiếc máy này sẽ giảm, nhưng nó sẽ không giảm nhiều ở thời điểm mà iPhone 13 ra mắt. Đến với vấn đề thứ hai mà các bạn để lại, đó là có nên chờ iPhone 13 ra mắt thì mới mua iPhone 11 hay là không, bởi vì bây giờ bạn đã tích được 12 triệu rồi. Với 12 triệu trong tay bây giờ, các bạn hoàn toàn có thể mua được một chiếc iPhone 11 rồi. Đối với những chiếc iPhone 11 nhập khẩu bây giờ thì nó sẽ chỉ có mức giá là 11 triệu mà thôi. Hay là những chiếc iPhone 11 New Seal VNA bây giờ thì mức giá của nó cũng sẽ chỉ là hơn 14 triệu như mình tham khảo Di Động Mỹ mà thôi. Đây là một mức giá cực kỳ ngon rồi. Nếu như bạn đang có ý định mua thì có thể mua ngay ở thời điểm hiện tại, chứ không cần phải chờ đến khi mà iPhone 13 ra mắt, đúng không ạ? Mức giá nó đã rất là hợp lý và các bạn không cần phải chờ đợi. Từ giờ tới lúc 13 ra mắt thì nó sẽ phải khoảng tầm cả tháng, hơn tháng nữa. Và các bạn sẽ phải sử dụng, chịu đựng, không được dùng những chiếc máy mới thì nó sẽ hơi khó chịu. Còn nếu như bạn chờ iPhone 13 ra mắt thì chúng ta lại có một sự lựa chọn hợp lý hơn. Bởi vì khi đó những chiếc iPhone 12 nó sẽ được giảm giá. iPhone 12 99% bây giờ thì nó sẽ khoảng tầm 16 triệu. Nhưng khi những chiếc iPhone 13 ra mắt ấy thì chắc chắn lúc đó nó sẽ chỉ rơi xuống khoảng tầm là 15 triệu hoặc là 14 triệu rưỡi mà thôi. Lúc đó thì rõ ràng từ thời điểm này cho tới thời điểm đấy, các bạn đã hoàn toàn có thể để dành thêm được để mua hẳn iPhone 12. Khi đó chúng ta sẽ có màn hình ngon hơn, các bạn có hiệu năng ngon hơn, vòng đời dài hơn 1 năm, thiết kế mới hơn, camera xịn xò hơn đôi chút, đúng không ạ? Đấy rõ ràng là một sự lựa chọn thông minh hơn, hợp lý hơn. Thế nên nếu như bạn chờ thì nên để thêm tiền mà mua hẳn iPhone 12. Còn nếu như ở thời điểm hiện tại bạn đã có 12 triệu thì nên mua ngay, chứ không cần phải chờ đợi để rồi phải sống trong chịu đựng những chiếc máy cũ, đúng không ạ? Và đó là câu trả lời của mình dành cho bạn AT Cream trong video ngày hôm nay liên quan đến việc là có nên chờ iPhone 13 ra mắt để mua những chiếc iPhone 11 giảm giá hay là không, hay là chúng ta còn sự lựa chọn nào tốt hơn hay là không, và 12 triệu thì hoàn toàn đã có thể mua được iPhone 11. Còn các bạn thấy sao về vấn đề này? Thì các bạn thì nên chờ đợi iPhone 13 ra mắt để giảm giá mua iPhone 11 giá rẻ hơn, hay mua ngay thời điểm hiện tại? Xin một comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới phần luận của video. Video của mình dừng lại tại đây nhé. Các bạn thấy đừng quên là một like, share và một subscribe, cũng như có bất kỳ câu hỏi nào hãy để lại comment ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.